Ngày 25 tháng 3, công tác chuẩn bị cho các hoạt động trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 diễn ra khẩn trương. Nhiều hạng mục bước vào giai đoạn hoàn thiện, cung đường chạy đã dợp cờ đỏ sao vàng. Tại quảng trường đại đoàn kết trung tâm của Pleiku, các nhân viên dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị cho các hoạt động của giải chạy như lễ thượng cờ, phần hội với lá cờ tổ quốc rộng 300m² sẽ do các vận động viên trải rộng từ quảng trường đại đoàn kết. Cái giải marathon báo Tiền Phong và cự ly dài lần thứ 62 là một giải quốc gia. Và chúng tôi đánh giá rất là cao cái uy tín của giải này. Đây là một giải thể thao, nhưng cái mong muốn của lãnh đạo tỉnh nó là một sự kiện văn hóa, thể thao và kinh tế. Và chính vì vậy cho nên là chúng tôi xác định những cái làm sao để có những cái khâu chuẩn bị tốt nhất để góp phần vào thành công giải. Và qua giải chúng tôi mong muốn rằng giới thiệu đến bạn bè, đến các du khách, đến các vận động viên, đến các nhà tài trợ là một cái hình ảnh Gia Lai với đầy những cái tiềm năng, thế mạnh cũng như cái nét văn hóa. Và chúng tôi mong muốn rằng ấn tượng với các bạn là một Gia Lai thân thiện mến khách sẽ là một cái điểm đến an toàn và đầy thú vị của tỉnh Gia Lai và một là một cái vùng đất Tây Nguyên. Vào lúc 15 giờ chiều mai, ban tổ chức giải marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 sẽ tổ chức buổi tổng duyệt lễ thượng cờ, cùng với đó là các hoạt động khai mạc tại hội chợ nông sản, một trong những sự kiện gắn liền với giải đấu này tại tỉnh Gia Lai.